Anh ơi. Dạ, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu ạ. Dạ, thưa anh, đây là mẫu mới nhất bên em đấy ạ. Anh sẽ... À, anh ơi. Tại vì cái mẫu này ý, nó trên thế giới chỉ có vài cái thôi, cho nên là anh thông cảm giúp em là không chạm vào được ạ. Oh my god. Có cái mẫu nào ở đây tôi cũng thấy cô bảo là hoàn tuyển, mà tôi nhìn là có cái mẫu nào nó đặc biệt hơn mẫu nào đâu. Chả hiểu gì với cô nhá. Tôi ấy là mới ở bên Dubai về. Tôi chả thiếu cái gì tiền cả. Tất cả các mẫu mã vàng ở trên thế giới tôi đều xem qua hết rồi. Chẳng qua là đi đến cái sân bay ấy, hành lý nó quá cân, không mang được về thôi. Thế nên là tôi mới phải đi qua đây để tôi mua về vàng về tặng người thân đấy. Thôi, thế thì để lần sau tôi qua tôi xem nhá. Nhớ ấy, là về nhập thêm nhiều mẫu mã đa dạng vào, không là người ta không có cái để mà chọn đâu. Nhưng mà bye bye. Ok, anh ơi, anh ơi. Cái thằng cha này bực thế không biết. Bao nhiêu công của mình. Đúng là mình thông minh thật đấy. Chỗ này cũng được mấy chỉ chứ có ít đâu. Anh vào đây ạ. À? Anh ngồi xuống đây nhá, không có gì phải ngại đâu. Để em gọi mẹ ra. Ừ. Êm ái thật đấy. Cảm giác đúng thật là tuyệt vời. Nhất định mình phải cua đổ thành công cái con mồi này mới được. Cái nước đi mua vàng để tặng của mình ấy đúng là 10 điểm ạ. Dạ chào chào bác ạ. Mẹ, giới thiệu với cả mẹ, đây là bạn trai của con ạ. Chào cháu, cháu ngồi đi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa bác, hôm nay lần đầu tiên cháu đến để ra mắt bác thì cháu có một chút quà ra mắt bác ạ. Dạ cháu mua hơi vội nên là bác xem thử xem là có ưng ý không ạ. Sao cháu khách sáo thế, mới ra mắt thôi mà đã tặng quà to như thế này. Bác ơi, cháu có bao giờ cháu tiếc gì em thương nhà mình đâu ạ. Trời ơi, quá đẹp phải không bác? Ê, cháu ấy, là cháu phải đi mấy cái cửa hàng mới mua được cái nhẫn này đấy ạ. Thường, con xem lại người yêu con đi. Loại dối trá này á, không thể nào chấp nhận được đâu. Bác, sao bác lại nói cháu như thế ạ? Cháu có làm gì đâu ạ? Cái mẹ, sao mẹ nói anh sang như thế? Sao mẹ nặng lời với anh như thế ạ? Mẹ không bao giờ nói sai cho ai cả. Con cũng biết nhà mình có tiệm vàng mà. Vậy mà cậu ta dám mang vàng giả đến tặng mẹ, định qua mặt à? Úi dồi ôi, bác nói thế nào chứ. Cháu nói thật với bác nhá, cái nhẫn này ấy, cháu phải đi mua ở cái tiệm vàng lớn nhất ở đây mới có đấy ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Hay là mẹ xem lại đi, có khi nào ấy mẹ nhầm không? Chứ anh Sang không phải là người như thế đâu. Đúng rồi ạ. Đúng là con gái dại trai. Con cũng biết, cả đời mẹ bán vàng cho nên là mẹ nhìn vàng thật vàng giả mẹ biết ngay. Cậu Sang ạ, nếu như cậu không có kinh tế thì cậu cứ ngoan ngoãn thật thà thì tôi còn chấp nhận được. Đằng này cậu lừa dối như thế này thì không thể được đâu. Cháu nói có thể là bác không tin, thế nhưng mà chiếc nhẫn này đây, cả chiếc vòng này nữa, cháu đều mua ở tiệm vàng lớn nhất ở đây đấy ạ. Làm sao mà là vàng giả được, nhìn nó thế này cơ mà. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Có khi nào mắt mẹ mờ xong mẹ lụt nghề không? Thương ơi là thương, mẹ còn đẻ ra mày đấy. Mẹ bán vàng cả đời để nuôi mày lớn khôn, vậy mà bây giờ mày bảo mẹ là lụt nghề hả? Người yêu con không phải là người tử tế đâu. Con không cẩn thận với việc người ta lừa đấy. Mẹ, mẹ đừng mà nói anh Sang như thế. Anh Sang rất tốt với con đấy. Trời ơi là trời, con có chắc không?
hay là người ta tốt với con. Chỉ vì thấy nhà con giàu, thấy con sống trong căn biệt thự vài chục tỷ và sở hữu tiệm vàng lớn nhất thành phố. Con ơi, con đừng có tin người như thế. Con... Cậu Sang, cậu về đi. Đừng bao giờ liên lạc với con gái tôi nữa. Bác ơi, bác ơi, Thường ơi. Này cô kia, cô đây rồi. Dạ. Ai cho phép cô bán vàng giả cho tôi? Hả? Tiệm nhà cô ấy chuyên bán vàng giả, phá hỏng hết cả hôn sự của tôi rồi. Cô lên đi. Ơ kìa, anh nói thế nào ấy chứ ạ? Hàng nhà em là hàng chính hãng, nguyên anh nguyên kiện, đều làm sao được ạ? Cô lại còn chối à? Hả? Đây, tôi không biết đâu. Cô hoàn lại tiền cho tôi đi. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đã. Anh để em kiểm tra đã nhá. Cái nhẫn này rõ ràng sáng nay vẫn còn ở đây, sao giờ lại bán rồi nhở? Anh ơi, cái nhẫn này anh mua khi nào thế ạ? Mới sáng nay chứ đâu. Sáng nay ấy ạ? Sáng nay em có bán cái nhẫn nào đâu ạ? Hay là anh nhầm cửa hàng ạ? Nhầm là nhầm thế nào được. Đây này, tôi còn mua cùng với cả chiếc dây chuyền này buổi sáng ngày hôm nay này. Tôi còn nhớ y nguyên nhá, cái mặt cô sáng nay tư vấn cho tôi. Cô còn bảo, ê, cái nhẫn này là hàng limited, trên thế giới chỉ có một cái thôi. Ấy, tôi nhớ, có nhầm đâu, quên làm sao được. Dạ, anh... À, tôi nhận ra anh rồi nhá. Sáng nay anh đến đây, anh có dâu cơ mà, sao bây giờ lại không có? Mà rõ ràng sáng nay anh có mua cái gì đâu, anh vào đây anh chê hết đồ của tôi còn gì. Thế thì cô nhầm rồi, hình như là tôi mua vàng ở chỗ cô ngày hôm qua cơ. Đúng rồi, ngày hôm qua cơ. Thế thì bây giờ tôi lại không nhầm được nữa nhá. Rõ ràng là sáng nay anh vào đây anh không mua cái gì cả, nhưng mà bây giờ anh lại bảo là anh có mua đồ. Chắc chắn là anh vào đây anh trộm đúng không? Trời ơi mọi người ơi, có trộm, có trộm. Ê, bác ơi, cháu bị oan ạ. Bác đừng có manh động, cháu chưa tự thú ạ. Sao cái áo này quen thế nhở? Anh Sang, là anh ạ? Là Thương à? Ui, sao anh lại đi cướp tiệm vàng nhà em như thế này? Anh đừng nói là do mẹ em vu oan cho anh mua vàng giả nên anh bực mình quá, anh đi cướp tiệm vàng đấy nhá. Anh đừng làm như thế. Anh đừng vì một người con gái như em mà phải rơi vào vòng lao lý. Không phải nhưng mà em nói cái gì cơ? Đây là tiệm vàng nhà em á. Đó, đây là tiệm vàng nhà em à. Sáng nay anh mua vàng ở đây mà. Thế mà mẹ em lại bảo là vàng giả. Thế là nhà em bán vàng giả à? Vớ vẩn, cậu nói cái gì? Sao nhà tôi có thể bán vàng giả được? Này, chính bác bảo với cháu cái nhẫn đấy là nhẫn giả, nhưng mà trong khi đấy cháu mua nhẫn ở tiệm nhà bác. Thế không phải là nhà bác bán vàng giả, thế nó tự nhiên nó biến thành giả. Này, mua cái gì mà mua. Bác ơi, sáng nay nhá, anh ta đến đây hỏi mua vàng, nhưng mà anh ta đeo cái râu dài như thế này này. Đấy, chắc chắn là anh ta ăn trộm vàng xong rồi giấu sau cái râu đấy ạ. Cậu Sang, nếu như cậu mua vàng ở tiệm nhà tôi thì cậu có hóa đơn không? Hàng như tôi bán ra đều có hóa đơn để bảo đảm. Vậy cậu mang hóa đơn của cậu ta đây. Tôi... Đấy, 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 thấy chưa? Không có đúng không? Đừng có mà đổi điêu. Ngọc, đưa số vàng của cậu ta mua sáng nay ra đây cho bác kiểm tra. Đây ạ. Nhưng mà nếu như cậu ta không mua vàng ở tiệm nhà mình thì không tự nhiên cậu ta quay lại để bắt đền. Mà sao mẫu vòng này lạ thế nhỉ? Đây không phải là mẫu của nhà mình có. Vậy tại sao cháu bảo cậu ta ăn trộm? Vấn đề là ở cháu đấy. Mà sao áo của cháu có cái gì màu vàng thế này? Cái này là phấn mắt bác ạ. Phấn mắt cháu trang điểm ấy ạ. Thương, con mở camera sáng nay ra cho mẹ kiểm tra thì sẽ rõ.
Vâng ạ. Bác ơi, cần gì phải kiểm tra camera ạ? Đây ạ. Vậy thì rõ ràng rồi, một người thì ăn trộm, còn một người thì cháo vàng giả vào tiệm vàng của chúng tôi. Các người to gan thật đấy. Để con kiểm tra. Mẹ ơi, hung khí đây ạ. Sao lại hung khí? Nó có giết ai đâu mà hung khí hả con? À, con nhầm ấy. Ôi mẹ ơi, nhìn này. Trời ơi, cái lớp sơn nó dính cả ra tay của con. Không ngờ cô là người thủ đoạn như thế đấy. Uổng công, mẹ tôi luôn tin tưởng cô. Cô Ngọc, cô làm với tôi bao nhiêu năm nay, tôi có bạc đãi gì cô đâu mà cô lại làm như thế với nhà tôi hả? Cái gì mà không bạc đãi? Không bạc đãi là như thế nào? Nhà bà bán vàng giàu như thế, thế mà có bao giờ bà cho tôi được một tí vàng nào không? Lương tháng thì bèo bọt có mấy chục triệu. Mà gớm nữa, tôi nói cho bà biết nhá, những cái chiêu trò mánh khóe này ấy, những cái cửa hàng vào trước tôi làm á, người ta làm đầy ra. Bây giờ phải làm như thế, phải đôn lãi lên thì mới nhanh giàu được chứ. Tôi bán vàng bao nhiêu năm nay, lấy chữ tín làm đầu, không bao giờ làm những cái trò như thế cả. Tôi tưởng cô hiền lành ngoan ngoãn mới để cô làm việc ở đây. Tôi tin tưởng cô nên không kiểm tra. Đúng là sai lầm của tôi. Không biết cô đã bán vàng giả cho bao nhiêu người rồi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Đúng rồi mẹ ạ, không thể nào mà bỏ qua được. Cô ta thành thục như thế, chắc chắn đã ăn của nhà mình đến chục cây vàng rồi. Đủ đi tù rồi đấy mẹ ạ. Chị ơi em xin chị. Bác ơi, cháu xin bác. Bác tha cho cháu đi ạ, cháu biết lỗi rồi. Cháu con mẹ già con thở ở nhà. Bây giờ mà cháu đi tù thì người thân cháu không biết phải làm thế nào. Bác ơi, cháu xin bác đấy ạ. Xem ra cô vẫn chưa ăn năn hối cải. Cô làm gì có mẹ già con thơ. Tôi sẽ cho điều tra tất cả về gia đình nhà cô rồi. Biết điều, cô mang trả lại tất cả những số vàng mà cô đã lấy. Còn nếu không, tôi sẽ mời công an vào cuộc. Ô này, đứng đây, đứng đây, đứng đây, cô đứng đây. Hai mẹ con cứ đứng yên ở đây. Để anh đi bắt cô ta cho. Không cần đâu, đã có bảo vệ rồi. Tôi chỉ có lời cuối cùng nói với cậu. Cậu hãy buông tha cho con gái tôi đi. Tôi không đồng ý cho cậu yêu nó đâu. Kìa bác, mọi hiểu nhầm đã được hóa giải rồi còn gì ạ? Sao bác vẫn còn ghét cháu thế? Tôi không có hiểu lầm cậu. Mặc dù cậu không có chủ định đến đây để mua vàng giả, nhưng mà cậu có ý đồ đến đây ăn trộm vàng bạc của cửa hàng chúng tôi. Tôi đã có tất cả những bằng chứng ở trong này rồi. Một là cậu buông tha cho con gái tôi, còn nếu không, tôi sẽ mời công an vào cuộc. Còn cậu cứ tiếp tục theo đuổi nó, cậu đừng có trách tôi. Kìa bác, bác nói thế là như thế nào đấy ạ? Cháu ấy là cháu yêu em thương nhà mình thật lòng. Cậu đừng tưởng tôi không biết. Cậu chỉ đào mỏ con gái tôi thôi. Con gái tôi nó ngốc nghếch, nó không nhìn ra. Nhưng còn tôi ấy, chỉ liếc mắt qua là tôi biết liền. Biết điều thì cậu cầm lấy rồi biến đi. Còn không thì cậu không nhận được một thứ gì nữa đâu. Con gái của bác ấy thì cái giá này là hơi ít đấy. Bác dặn con gái bác ấy là từ giờ đừng có đến tìm tôi nữa nhá. Bye. Cậu Huy ạ, dại cái màng.